Xin chào các bạn, nắng Sài Gòn đang trên đường Bạch Đằng và đang di chuyển từ hướng Hàng Xanh. Vừa rồi là mình vừa đổ xăng ở cây xăng Đinh Bộ Lĩnh với đường Bạch Đằng. Và đây là điểm đầu của đường Bạch Đằng. Và mình đang di chuyển theo con đường ngắn nhất từ hướng Hàng Xanh để đi lên sân bay Tân Sơn Nhất nha. Mọi người sẽ đi cùng nắng Sài Gòn nha. Trên đoạn đường này của đường Bạch Đằng là khu bán rất là nhiều cửa hàng thiết bị vật liệu xây dựng, cửa hàng nội thất, đồ gỗ, đồ inox, các loại như là vật liệu xây dựng như là đồ gỗ, đồ thép, thiết bị máy lạnh cũng có luôn, thiết bị vệ sinh, tủ thờ, thiết bị văn phòng như là bàn ghế văn phòng. Con đường Bạch Đằng này sẽ chạy dài đến khu vực chợ Bà Chiểu và cuối đường này là khi cắt với khu vực chợ Bà Chiểu. Đường Bạch Đằng sẽ chuyển thành là đường Phá Đăng Lưu nha các bạn. Tuy nhiên là mình vẫn chạy thẳng ha. Đây là ngã tư đường Phan Bội Châu. Ở quận Bình Thạnh này có đường Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu. Trái các bạn là chợ Bà Chiểu nha. Phía bên này là khu vực Lăng Ông, Bảo Phong, Lê Văn Duyệt. Và đây là ngã ba với đường Đinh Tiên Hoàng. Bây giờ đã được đổi tên là đường Lê Văn Duyệt cho các bạn. Đã đổi tên từ đầu năm 2021. Và đây là ngã ba đường Ba Đăng Lưu với đường Nơ Trang Long. Mình đang đứng kế bên một cái xe ép rác nè. Đi ngang khu vực bệnh viện gia đình. Ở đây có hai bệnh viện sát nhau, đó là bệnh viện Ung Bướu và bệnh viện Nhân dân Gia Đình. Phía trước là ngã ba với đường Hoàng Hoa Thám của quận Bình Thạnh. Nãy giờ thì mình đi ngang qua khá nhiều con đường có trùng tên với các quận khác như đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Đây là có đường Hoàng Hoa Thám ha. Là khi ở thành phố Hồ Chí Minh này thì các bạn tìm đường thì nên hỏi kỹ luôn là phường mấy, quận mấy để là các bạn sẽ tìm được chính xác hơn. Riêng đường Phan Chu Trinh trong quận Bình Thạnh này còn có một đường Phan Chu Trinh ở phường khác luôn, là có hai đường Phan Chu Trinh ở quận Bình Thạnh nha các bạn. Đường Nguyễn Văn Đậu xuất phát từ
đi từ đường Phan Đăng Lưu sẽ kéo dài đến đường Phan Văn Trị của khu vực quận Bình Thạnh. Phường Phan Đăng Lưu ở đoạn này bán rất là nhiều xe máy, đặc biệt là các xe máy cũ, xe máy second hand, đủ các loại. Ở đây các bạn có thể mua được các dòng xe máy cao cấp luôn, như là Vespa, SH và xe phân khối lớn, cho đến các loại xe cũ, xe rim cũ, xe quay cũ ha. Ở đây là ngã tư Phú Nhuận, mình sẽ di chuyển qua, đi thẳng qua đường Hoàng Văn Thụ. Đây các cửa hàng xe máy cũ đó, ai ở thành phố Hồ Chí Minh này đến đây để mua các loại xe máy cũ. Thành phố Hồ Chí Minh này khá là nhiều khu vực xe máy cũ, nhưng mình chỉ biết được một số nơi như là khu vực là đường Lý Tự Trọng, khu vực là đường Bùi Hữu Nghĩa, khu vực là đường An Dương Vương quận 5 và khu vực đường Hoàng Văn Thụ này, đường Phan Đăng Lưu này, ngay khu vực ngã tư Phú Nhuận ha. Các bạn thấy nãy giờ là khoảng hơn 30 tiệm bán xe cũ, chúng ta có thể có nhiều lựa chọn. Việc mua một chiếc xe máy cũ ở các cửa hàng này, việc mua xe máy cũ ở các cửa hàng như thế này thì sẽ giúp cho các bạn ngoài cái việc là có nhiều lựa chọn thì các bạn còn có thể an tâm một phần về chất lượng xe, cũng như là thủ tục nhanh gọn. Các bạn có thể chỉ trong một buổi sáng có thể là các bạn đã có xe chạy rồi, đã hoàn thành xong các thủ tục về công chứng sang tên luôn. Việc còn lại của các bạn là chỉ là đi đi nộp thuế và đi lên công an để thay đổi cà vẹt xe, thì cái việc này các bạn có thể làm sau cũng được. Còn cái khâu mà mua bán với các cửa hàng thì các bạn chỉ cần trong một buổi sáng khoảng 1-2 tiếng là các bạn có thể có xe chạy rồi. Các khâu còn lại thì các bạn có thể để ngày nào rảnh các bạn đi tiếp cũng được. Và bên nhà nước thì họ quy định cho các bạn là khoảng 1 năm đó, trong vòng 1 năm thì các bạn nên đi sang tên ha, đi đi đổi cho cà vẹt lại. Thì ngoài chất lượng thủ tục, các bạn còn tránh được những cái lừa đảo gian lận khi mà các bạn mua bán trực tiếp với chủ xe, sẽ có những cái trường hợp lừa đảo nha các bạn. Ok, trước mặt là cái con đường để đi vô vô sân bay, đó là đường Trường Sơn nha các bạn.